Dạ con xin chào sư phụ. Dạ hôm nay có cơ duyên thì con cũng lên thăm sư phụ. Thì mấy ngày nay thì con cũng có thấy sư phụ nói về quyển cảnh. Dạ sư phụ, quyển cảnh là gì sư phụ? Cái quyển. Dạ. Quyển là quyển quạt. Dạ. Quyển quạt. Dạ. Nó không có thực, mà nó chỉ có ở trong trí não, tâm não của hành giả mà thôi. Dạ. Tức là tại sao nói thiền công trong đó? Đó là một cái công pháp. Dạ. Chúng ta tạo cái quyển cảnh đó con. Dạ. Thì đó là cái công pháp đầu tiên để chúng ta bước vào tập thiền. Dạ. Mà đầu tiên các con bước vô hơi thở, bước vô biết rõ toàn thân để chuẩn bị hoành. Dạ. Để chuẩn bị hòa nhập. Thì nó qua một cái quá trình tập luyện khó khăn. Dạ. Gian khổ lắm. Chứ không phải mà nói ngoài miệng tài được. Không có nói được. Dạ. Không có dạy được bằng cái lời nói. Mà cái thiền đó, nói xin lỗi chứ muốn học và muốn tu cho đúng về thiền đó là phải có thầy. Dạ. Thầy kèm cặp gặp gỡ mình hàng ngày hàng bữa kìa. Dạ. Thì có người kèm cặp dạy vài năm đi, 3 năm 5 năm đi, thì ở trong cái lý của thiền các Phật tử đó mới mong hiểu rõ hết. Dạ. Chưa hết luôn. Dạ. Để tu tập theo sư phụ của mình. Dạ. Được. Góc độ nào hay góc độ nấy, giỏi cỡ nào sắp lớp cỡ nấy. Dạ. 3-4 lớp sắp lên rồi. Dạ. Chứ không phải là bước trong đó là thành đó. Nó sơ thiền, nhị thiền này, tam thiền này, tứ thiền, vô 4 trạng thái nhập định đó đó. Dạ. Thì mới gọi là đắc được cái quả đó. Nhưng mà chúng ta không làm được nổi như vậy. Các Phật tử giỏi lắm, là ở trong kiếp đời của mình, mình nhìn thấy được con đường đó, cái hướng đó, và cái tâm mình thoát theo hướng đó, rồi chúng ta tu tiếp tục thôi. Chứ còn nói mà tại sao mà tu thiền phải có quyển cảnh? Không có nghe chỗ nào nói chứ nha. Dạ. Những cái mà sao hồi xưa nói giả đừng tin. Dạ. Còn bây giờ mình lại tạo cái giả cho mình tin. Dạ. Cái này mình tạo cái giả để cho mình tin sao? Dạ. Đó, nó không có. Dạ. Thì con thấy đó, khi bước vô tu. Dạ. Thì ta lý giải được. Dạ. Người ta lý giải được. Dạ. Cái câu hỏi đó đầu tiên là phá mê đi. Dạ. Phá mê đi. Đầu tiên nó quan trọng là nó phá mê. Dạ. Vấn đề thứ hai đó, chúng ta tạo dựng nó. Dạ. Cho vững chắc đó, thì cái đường tu chúng ta mới được vững vàng. Dạ. Nói vậy đó, cái quyển cảnh nằm chỗ đó là tại sao? Khi ở bên sinh tử phát ra đó. Dạ.
ở bên sinh tử phát ra đó, phát sinh đó. Thí dụ một người đó đang khỏe mạnh mà tự chết, yeah. Hoặc là cái người đó già cả rồi chết, yeah. Khi chúng ta thấy cái người đó nằm đó còn thở thì nó sống, mà khi cái người đó tắt thở rồi á, yeah. Tức là thở ra mà không lấy vào nữa đó, thì người ta mới chịu cho rằng người đó mới chết. Mô Phật đó thì tức là đúng. Thì như thế cái hơi thở khi mà đưa ra rồi không lấy trở vô đó, yeah. Thì lúc đó là cái dung nạp cuối cùng của cơ thể không còn dung nạp được nó, yeah. Tức là cái hơi thở là cái cuối cùng đó, mà không dung nạp được nữa rồi thì là một kiếp người đã qua vậy thôi. Mà khi chết như vậy là nó chết cái gì, cái thể xác đó nó tới cái giai đoạn nó hư hoại, nó bệnh hoạn, nó này kia, ai cũng phải bị vậy chứ, lạ quá đó, yeah. Thì nó phải tới chết à, nó phải già là nó chết à, yeah. Không sớm muộn à, rồi căng thêm cái bệnh hoạn để tăng thêm bệnh chết nữa trong đó. Mà cái chữ bệnh mà nó để chúng ta đi tới tử, thành tử rồi nó ghê đó. Con người ta sợ là sợ khi sinh tử phát sinh đó. Dạ. Nó vậy đó chứ không có cái gì hết trơn á. Thành tự ra cứ không hiểu. Hiểu theo cái lý này, hiểu theo cái lý kia, dạ. Hiểu theo cái lý nọ, mà đại đa số chúng ta nghiêng về thần quyền. Về thần quyền rất nhiều. Bằng chứng nè. Bây giờ các chùa đó, dạ. Các ông Phật bây giờ đâu phải là Phật nữa đâu. Dạ. Các ông Phật bây giờ đó là thành thần thành thánh hết trơn rồi. Dạ. Tại vì trong Phật giáo đâu có sinh sở cầu sinh. Chỉ có thần quyền mới có sinh sở cầu sinh thôi. Dạ. Đó thì như thế người ta vô chùa toàn là sinh sở cầu sinh còn sao không? Biến mấy ông Phật mấy ông trời thành thần thánh quá hết nha. Không còn Phật nữa. Dạ, mô Phật. Ông Phật á. Dạ. Ông Phật là người trí huệ, yeah. Người trí huệ sáng suốt dạy cho đệ tử những cách tốt sống, yeah. Để đừng bị khổ, yeah. Còn ông thần ông thánh nó không phải vậy, không có dạy trí huệ, yeah. Không có dạy về rằng mà ai cần tới ông giúp cho vậy thôi, dù cái giúp đó đúng sai gì ông cứ giúp chứ. Thí dụ cái người đó làm xấu, kẻ gian ác mà nó vào nó mời ông cũng giúp luôn. Dạ. Mấy ai mời ông giúp là cái đó là loại gì, loại thần thánh quá không tin. Dạ. Mà bước vô thiền loại bỏ đi cái mê tín đó. Dạ. Bởi vì ở bên trần thế bình thường, ở trong cái suy nghĩ bình thường của con ta, khi chết thì có một cái bóng dáng vậy đó, tại ta không nhìn thấy mà thôi. Dạ. Ngồi dậy tách ra khỏi cái thể xác chết đó, dạ. Tức là xuất hồn. Thế mới có cái vụ cúng kiến liền, yeah. Đại công để đồ để này nọ tùm lum tà la chẳng ra cúng kiến liền, bởi vì ta tính rồi người đó còn cái linh hồn lẫn quẩn đó, yeah. Chờ con cháu là ăn uống này kia nó tới 49 ngày mới đi rồi, yeah. Theo hồi đó thuyết nhân gian thuyết mẹ kia mấy thầy đồ nói tối ngày sáng đêm riết ai cũng thuộc lòng hết trơn à. Đó trở thành chúng ta bị mê tín bởi mình. Mình làm cho mình mê tín. Đó thành thử ra ở bên thiền chúng ta tránh cái đó liền. Tại vì thường thường các Phật tử đó, hồi xưa nay tu thiền đó, các Phật tử không có hiểu gì về thiền hết trơn á, không hiểu gì vậy. Bất quá lượm lặt đầu này dâm câu, đầu kia dài chữ của thiền giáo Phật ngôn mà đem về ráp nói vô, trở thành một cái cách tu riêng biệt của mình tu, yeah. Không ai tu thiền kỳ vậy chứ, yeah. Tu thiền mà không lo luyện cơ thể, không lo chống vọng tưởng, yeah. Mà chỉ lo trời lo đất không à.
nhậu vô đó ngồi hết sám hối cái mong cầu. Dạ. À, hết địa ngục cái tới thiên đàng ở trong não á, nó chuyển lên chuyển xuống vòng vòng thần thánh quá luôn vậy đó, rồi không biết đâu tới đâu, bữa nay ngày mai ngày mốt năm tan bảy tan một năm 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 mười năm thì cũng vậy mà thôi. Dạ. Không ít lợi gì mà chỉ thêm tốn công tốn sức và hại não mình. Dạ. Tại vì chúng ta tập cái não vô mà, chúng ta tập vô ngồi vô thiền là tập về não mà. Dạ. Mà luyện tầm bảy thì chúng ta dạy cái não sai rồi, thấy chưa? Dạ. Càng tu sâu chừng nào các con lại càng sai lầm chừng này. Bởi vậy ở bên thiền người ta mới tạo cho ta một cái quyển cảnh, tạo cho ta cái quyển cảnh. Dạ. Khi bước vô đó ngồi, ngoài những cái lúc chúng ta luyện công pháp bằng hơi thở, theo dõi hơi thở, biết rõ hơi thở. Dạ. Hành thức và tưởng, rồi chúng ta phải điều phục thân nữa. Dạ. Chúng ta phải tìm hiểu sâu sắc ở trong cơ thể của ta. Đầu tiên là bộ phận tiêu hóa, thứ hai là hệ kênh mạch. Dạ. Kênh là thần kinh đó, mạch là mạch máu. Dạ. Cộng thêm cái khung xương. Dạ. Cái cơ xương của mình nữa. Đó là những phần mà khi vô ngồi thiền chúng ta phải quan sát, quan sát thường xuyên và tập vợt thường xuyên. Dạ. Ở trong các cái mà công pháp đó. Dạ. Con thấy đó, khi mà vô thiền rồi đó, không có một giờ phút nào mà trống hết đó. Thành thử ra con không có bị vọng tưởng. Dạ. Một, mới tập đau chân nè. Hai là luyện công ba trợn ba tráo nè. Dạ. Nó chưa thuần thục nè. À, này kia nó, các cái khó khăn của cơ thể mình nó làm cho mình bớt đi vọng tưởng. Dạ, mô Phật. Rồi mình chống với những cái khó khăn của cơ thể dần dần theo thời gian, theo tập luyện. Dạ. Thì cái khó khăn nó dần dần nó biến mất thôi. Dạ. Không có đau đớn vậy đó, không có gì nữa. Mà khi đó quý vị vô ngồi tu thì bình thường cũng như các thầy tịnh độ ngồi bình thường vậy mà thôi. Dạ. Thì như thế chúng ta mới tu được chứ. Dạ. Nhào vô đó mà ngồi cứ đau chân, đau cẳng, đau lưng, đau mình quá rồi làm sao mà tu hành cái gì. Dạ. Làm sao luyện công, làm sao luyện thần. À, con đó nó khó. Dạ. Thần thử ra nói cái thiền công, thiền công là nói về cái công pháp của thiền. Mô Phật. Quyển cảnh, quyển cảnh đây là một pháp môn của thiền. Thì. Để tạo cho thiền sinh một cái suy nghĩ rõ ràng về một cái cảnh giới tưởng. Dạ. Của mình tạo ra, chứ nếu không chúng ta sẽ lạc vô cái tưởng của bên tịnh độ liền. Dạ. Tức là tưởng bên tịnh độ là lên thiên đàng xuống địa ngục, anh làm tốt là lên thiên đàng, anh làm dở xuống địa ngục á. Dạ. Thì nó trộn vô thế nhân thế sự nữa, không có thời gian đâu mà luyện tập cơ thể mình. Dạ. Đó, thành ra các thiền sinh ngoài những cái giờ tu thiền ra, các vị tu tập, các vị tụng kinh, tụng gõ mõ, làm gì đó làm. Dạ. Yeah. À, ngồi tưởng sao tưởng kệ, nhưng mà khi bước ra vô tập thiền rồi đó thì tất cả những cái tưởng theo cái kiểu mà không có, nó hoàn toàn không có ở trong cái lúc chúng ta ngồi luyện thiền. Dạ. Yeah. Tức là lúc chúng ta ngồi luyện thiền đó, cái não chúng ta không có thần thánh trong đó, không có trời Phật, không có cái gì hết trơn ngoài ta với ta mà thôi. Dạ. Ta đang theo dõi hơi thở của ta để ta luyện tập hơi thở cho ta mà. Mô Phật. Ta đang điều khiển, ta đang biết rõ toàn thân, đó là ta đang luyện tập cho cơ thể và thân ta mà. Dạ. Thì không có động phạm, không có nhung nhất, không có lỗi phải gì với ông trời ông Phật hết trơn á. Dạ. Đó, khi mà chúng ta vô thiền mà tách được cái tư tưởng đó ra thì chúng ta dễ tu lắm. Còn nếu cái tâm
còn vướng nặng vô cái phần đó nhân quả đồ này kia, các cái đó chuyển động ở bên tịnh độ đó, thì quý vị không làm sao mà vô được thiền đâu. Tại sao? Người ta ngồi thiền làm ta chống vọng tưởng, mà còn quý vị ngồi vô, quý vị sống ở trong cái tưởng của mình rồi chứ chống cái gì. Dạ. Phải không? Dạ. Sống ở trong cái tưởng của mình, tức là mình đem cái tưởng mà ra mình gạt mình luôn ha. Dạ. Rồi lâu ngày chạy tán với cái thành thánh thành thần ở trong cái vụ đó đó. Dạ, mô Phật. Tẩu quả hết. Tẩu quả hết. Dạ. Không có biết cái gì hết trơn, luyện tầm bay tầm ba cái tư tưởng chìm sâu. Dạ. Chúng ta luyện tập cái não cho đúng, cho chính xác, cho tốt thì nó sáng ra. Dạ. Còn nếu chúng ta đưa nó vô con đường mê mờ, yeah, ma quái, mê tín, dần dần cái tâm não của chúng ta bị hư theo. Yeah. Hư theo, tại vì chúng ta luyện nó, chúng ta đem nó vô mà. Đáng lẽ chúng ta luyện, chúng ta tẩy sạch ra, mà cái này không biết, chúng ta lại đem cái đồ cần bỏ ra lại đem vô. Thành thử ra quý vị tu thiền kiểu đó không bao giờ thành công cả. Mà thành công nhỏ cũng không có nữa. Yeah. Còn nếu quý vị tu đúng pháp thiền, vô đúng pháp đàng hoàng, vô công án đàng hoàng, tử tế này kia bài bản, yeah, cơ thể luyện tập này kia đúng theo thời khắc, không có lâu à, trong vòng 3 tháng thôi là quý vị thấy khác lạ rồi. Nếu quý vị tu đúng, sức khỏe tốt hơn. Dạ, yeah, mô Phật. Đầu óc sáng suốt, minh mẫn hơn và tỉnh giác, tỉnh thức hơn. Dạ. Yeah. Dứt khoát trong vòng một hạ thôi, tức là 90 ngày đó. Dạ. Yeah. Nếu quý vị tập luyện theo sư, theo cái những cái hướng dẫn cơ bản của sư thôi đó. Dạ. Chứ chưa phải là đệ tử mà theo sát để mà học tu đó. Dạ. Các phật tử chỉ học tập thôi, tập thiền. Dạ. Chứ không phải tu thiền. Các phật tử tập thiền để chi? Cái công năng tu tập của mình đó đem lợi lạc cho chính bản thân mình. Dạ. Tăng cường sức khỏe, đầu óc hiểu rộng hơn, mở rộng hơn, sáng hơn và tỉnh thức, tỉnh giác hơn. Dạ, mô Phật. Đó, mô Phật như thế hả con? Dạ. Con một cái clip nào đó thầy sẽ giảng kỹ. Dạ. Về vấn đề chúng ta tạo huyễn cảnh. Dạ. Cho chính mình. Ha. À, dạ. Cái này con hỏi về cái ý nghĩa của cái từ huyễn cảnh và thiền công. Dạ, dạ mô Phật. Thì thầy trả lời về cái huyễn cảnh nó là như vậy. Dạ. Tức là cái huyễn cảnh là một cái không có có. Yeah. Nhưng hành giả phải tự tạo cho mình một cái cảnh đó. Yeah. Để khi vô ngồi tu. Yeah. Quý vị, cái não quý vị trở về cái cảnh của mình á. Yeah. Trở về nơi đó ngồi tu, chứ không phải chúng ta ngồi đây tu. Yeah. Đó, quen dần từ 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 quý vị đi tới đi lui cái nơi tu hành của mình nhiều lần nhiều bữa. Yeah. Ngày nào cũng đi lần hai lần, bữa hai bữa. Yeah. Tối thiểu một bữa cũng ghé ngang đó một lần để tu. Yeah. Nó còn các thầy hả mà buồn đà uống ở đây này kia tắm rửa thôi. Yeah. Mà nhào vô tu cái người ta trở về quyền cảnh của người ta. Yeah. Người ta không có ở cái cảnh của trần thế này nữa. Yeah. Người ta tu lúc đó người ta nghĩ rằng người ta ngồi đang ở. Yeah. Một cái cảnh giới nào đó của riêng ta, thú vật có. Yeah. Thiên nhiên có, nhưng con người thì không có, nghe không? Dạ, yeah, mô Phật. Cái chỗ chúng ta tu á, cái huyễn cảnh chúng ta tạo đó. Dạ. Yeah. Một cái hòn đảo nào đó, một cái hang đá nào đó, một cái bọng cây nào đó mà chúng ta tới đó, chúng ta xây dựng lên. Dạ. Yeah. Cũng như quý vị tưởng tượng vậy đi, chúng ta đi thám hiểm mưu sinh ở trong rừng rậm nào đó, đi đến cái khu vực nào đó quý vị có cái góc độ đẹp. Yeah. Của cái hàng đá, của bọng cây hoặc là của cái tán cây nào đó. Yeah. Mà quý vị xây dựng cho mình cái chỗ ở, chỗ trú thân vậy đó, được rồi. Yeah. Mà khi cái huyễn cảnh nó hình thành thì nó sẽ khi chúng ta tới liền, còn nếu chưa đó lúc dày lúc khác. Yeah. Lúc tới được, lúc tới không. À, lúc này lúc nọ, cái lúc đầu mình tạo huyễn cảnh nó hơi khó, nhưng mà khi chúng ta tới lui được huyễn cảnh khoảng chừng một vài chục lần thì chúng ta bắt đầu quen với nó rồi. Khi bước vô tu là chúng ta bước vào cái cảnh đó để tu.
chứ không phải chúng ta còn ngồi ngoài trần thế tu nữa, đó là uyển cảnh. Dạ mô Phật. Mô Phật. Dạ. Dạ. Dạ mô Phật. Dạ con xin cảm ơn sư phụ đã lý giải về uyển cảnh. Mô Phật. Dạ mô Phật.